Thưa quý vị, những ngày này thời tiết tại Đà Nẵng rất oi bức, nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Vì thế, ngay khi nắng vừa dịu xuống, các bãi biển đã trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng ngàn người dân và du khách đến trốn nóng giải nhiệt. 17 giờ chiều, cái nắng vẫn còn khá gay gắt, nhưng nhiều người đã đổ ra các bãi biển của Đà Nẵng để trốn không khí oi bức trong thành phố. Các bãi biển khá đông đúc, dù không phải là cuối tuần, nhiều người tranh thủ sắp xếp công việc để có thời gian ra hóng gió và giải nhiệt sau một ngày nắng nóng mệt mỏi. Hôm nay thời tiết ở Đà Nẵng rất là nóng nực, nên là nhà tôi có trẻ con, nó rất chi là khó chịu, nên tranh thủ buổi chiều là tôi mong trời là hết nắng, tôi đem biển là cháu ra biển tắm liền. Đà Nẵng hôm nay rất là nóng, cực kỳ nóng, coi như là 39-40 độ. Tôi không rất là nóng, tôi 5 giờ tôi mới ra biển được.